Rồi, xin mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay em sẽ cập nhật cho anh chị các bạn một cái mẫu nữa. Đó là mẫu con khủng long ha, khủng long dùng pin. Con khủng long dùng pin chị các bạn ha. Thì cái mẫu này nó cũng dùng 3 viên pin. Được lắp dưới bụng anh chị các bạn, được lắp dưới bụng. Anh chị tháo này ra lắp 3 viên pin nè. Đây, 3 viên pin ha. Công tắc thì nằm ở đây. Nó có cái cánh này thì trên này nó có cái cánh anh chị các bạn. Anh chị các bạn ship lại được ha, ship lại được. Rồi anh chị nhìn cái mẫu mã ha. Đây là cái sản phẩm chưa có pin. Sản phẩm này nó hình trong bọc nè, mới anh chị bạn, nó có cọng dây dẫn nè. Cọng dây dẫn này thì chúng ta buộc lên đây ha. Chúng ta buộc lên trên này. Buộc trên cái lưng, trên lưng có lỗ nè, anh chị xỏ ngang đây. Thì ở đây em có lắp pin sẵn một con rồi, thì em sẽ mở công tắc lên cho anh chị các bạn xem cái chức năng của nó chơi ha. Rồi để mình hình dung, nếu như cảm thấy bán được thì lấy về bán. Ba mẹ cảm thấy đẹp thì mua em tới chơi. Cái này là không có con ốc dặn nha anh chị các bạn, không có con ốc dặn nha. Ở đây là em chỉ dặn để làm mẫu thôi. Chứ con những con này là không có ốc vặn nha. Rồi. Mẫu mã thì anh chị các bạn thấy đèn ha, đèn ở đây. Đèn trước và đèn bên hông. Xung quanh này là cái này là chúng ta bẻ được nè. Chúng ta bẻ được. Rồi em sẽ để cho nó chạy ha. Đó, thì chúng ta buộc dây lên thì nó chạy. Ha. Rồi xin cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha.